Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình mượn AK của một người chơi bản Mega Huyền Thoại để tiến hóa với cả review về Asgenza. Đây là một trong ba bản tiếng Việt đã ra mắt Asgenza sớm trước. Với việc tiền hóa lên Asgenza trong này cũng đã có những cái chú thích rất là rõ ràng rồi. Ví dụ như là Pokemon này sẽ không bị mất khi tiền hóa, tức là các bạn vẫn sẽ còn lại con Greninja thường với 12 sao kia. Kèm theo đó là bạn có thể nhận được 4 sao Asgenza bằng cách này. Và cái tiến hóa Asgenza này nó chỉ được đúng một lần duy nhất thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hóa lên Askenza từ Grenja thường. Các bạn sẽ phải xem lại một đoạn hoạt cảnh đó là trận chiến giữa Chai giáp với cả con Grenja lúc đầu game ấy. Thì bây giờ uh, tiếp tục cái cuộc chiến đó thì Chai giáp bên kia nó sẽ tiến hóa lên Mega Chai giáp X còn bên này thì sẽ tiến hóa lên Askenza. và hai bên nó sẽ kết thúc trận chiến này. Thì đoạn này hoạt cảnh này mình bỏ qua để, để qua luôn đến đoạn tiến hóa. Và sau khi các bạn đã xem xong cái đoạn này rồi thì mình đã tua tắt đấy. Thì các bạn sẽ nhận được đó là Askenza 4 sao. Và bắt đầu cuộc hành trình nâng sao nó lên. Và sau khi bạn đã tiến hóa lên được Askenza thì bạn sẽ nhận được một cái khung như thế này, đây chính là khung của Askenza này. Chúng ta sẽ cùng test trước cái bộ skill của Asgenza nhé. ở đây thì skill của Asgenza nó sẽ ưu tiên tấn công lên địch nào mà có cái tốc độ thấp nhất ở bên địch này. nếu mà nó ở chế độ tự động này, còn nếu bạn mà tự, tự chọn như thế này thì sẽ là tấn công lên một địch. còn đâu nó vẫn sẽ cho bạn một cái lựa chọn, giả như là địch có tốc độ thấp nhất ở đây ví dụ đó là cái con đá ở hàng sau này. vậy nên là Asgenza vẫn có thể tấn công lên địch đó được này. và đòn tấn công này của Asgenza thì nó sẽ bao gồm uh, kèm theo đó là hiệu ứng choáng này cũng đã có. Và nó cũng sẽ có tạo ra được đó là một cái phân thân ẩn à, Nó đang làm cho người nó hơi mờ mờ ảo ảo này Và với việc Đó là có những Pokemon hệ nước bên bạn hành động Thì ra nó sẽ được hồi Đó là cái um, Lốc xoáy của nó ẩn à, lốc xoáy của nó để có thể giúp cho nó tạo được cái khiên nước Sớm hơn Thì cũng đó là nó có thể uh, Ra một đòn tuyệt kỹ Thì với việc bạn chơi cùng với cả team nước Thì uh, cái hành động của Asgenza nó cũng sẽ được nổi trội hơn bởi vì là có thể hồi được cái ấn nó nhanh hơn này đây nó sẽ gọi con phân thân của nó vừa rồi ra tấn công này mà đây đã đủ đó là 6 cái ấn lốc xoáy của nó nó tạo được cái cái kia như thế này rồi và sau khi mà cái lượt hành động này kết thúc thì nó sẽ nhận được một lần hành động miễn phí và kèm theo là ulti cũng sẽ miễn phí luôn này cái này nó sẽ cần kích hoạt giống uh, như là sau lượt này phải cần hai lượt nữa nó mới có thể là tạo ra được lại này. Và chúng ta sẽ cùng ngó cái tuyệt kỹ của Asgena. Hình ảnh tuyệt kỹ của em nó đây. Bản thân của ra ở trong phần nội tại của nó thì nó cũng đã có sẵn cái tỷ lệ hút máu rồi. Hiện tại đây một con ra chưa uh, nâng hay là lắp cái gì cả. Vậy nên là cái sát thương nó gây ra cũng rồi, hơi bị yếu. Tuy nhiên là hình ảnh của nó có vẻ rất là ổn đấy, chưa thấy có cái lỗi gì cả. và sau khi ra đòn tuyệt chiêu miễn phí như vậy rồi thì Ashen ra chủ là nó vẫn còn đầy nộ của nó này. Và lại ra đòn tuyệt kỹ tiếp theo. Thế đây chính là hiệu ứng tuyệt kỵ uh, skill của Ascenza có vẻ như là cũng đầy đủ hiệu ứng rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ nói về hướng build của Ascenza, mình sẽ nói về tính cách trước. Uh, chúng ta sẽ nhìn về cái chỉ số của nó này Tốc độ 132, công đặc biệt 153 Nó không sử dụng công vật lý Mặc dù là công vật lý tận 145 cơ Tốc độ nó sẽ khá là cao Với Askenza này Thì khi các bạn đọc ở phần kỹ năng của nó uh, Bí mật tối thượng của ninja nước Đó là bỏ qua 20% thủ đặc biệt của địch khi mà tịch đó có tốc độ thấp hơn Asgenza và kèm theo đó là khi chênh lệch tốc độ càng lớn thì sát thương nó sẽ càng cao, tăng thêm 3% sát thương cho mỗi 1% tốc độ mà hơn địch này, tối đa được tăng thêm đến 100% sát thương. Và sau khi tấn công có cơ hội gây dấu ấn phi tiêu nước cho mục tiêu, phi tiêu nước thêm 10% sát thương hệ nước khi đồng minh tấn công mục tiêu thì Asgenza đánh kéo vào địch đó. Vậy là Asgenza này như các bạn thấy đọc đầu tiên ở trong cái phần nội tại của nó, thực ra bản bê cao điện thoại này dịch của rất là dễ hiểu luôn đấy thì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ là một cái khá là quan trọng rồi. Nó sẽ quyết định kiểu như, như là bạn sẽ tăng được cường thêm được cái sát thương cao hơn. Bởi nên vừa tăng tốc độ cho nó lại còn có thể là tăng thêm cả sát thương nữa. Tốc độ nó càng cao thì đương nhiên là cái sát thương gây ra của nó cũng sẽ càng cao rồi. Vậy nên là với tính cách của Asgardian này thì mình sẽ ưu tiên về tốc độ của nó là chính. Và tiếp theo nữa, nếu bạn mà không có cái tốc độ để chọn được rồi, hên xui một con 4 sao bạn nâng lên 8 sao thôi chẳng hạn thì cái tính cách thứ hai các bạn có thể chọn đó là cộng công đặc biệt À, hai cái đấy thì mình thấy là hay nhất trong đó tốc độ thì mình vẫn rất là ưu tiên bởi vì không chỉ nhất thiết là họ tăng thêm về cái sát thương mà ngoài ra là còn thêm cái đợt hiệu ứng phi tiêu của nó nữa. Còn đâu à, không có tốc độ thì thôi các bạn có thể chọn về công đặc biệt cũng được. Và công vật lý của nó thì nó không sử dụng thì các bạn trừ cái đấy của nó đi sẽ là ổn. Thì đấy là về tính cách của Asken ra. Ở đoạn này thì mình vừa mới ngó lại đó là bị thiếu mất một đoạn. Đó là sau khi tấn công thì cái so sánh về... Tốc độ tranh lệch giữa Askenza với cả mục tiêu đó uh, tranh lệch càng nhiều thì bạn sẽ có thêm cái tỷ lệ đó đặt lên địch mục tiêu uh, phi tiêu nước đó chứ không phải là sẽ có 100% tỷ lệ đặt lên mục tiêu đó đâu. Uh, đoạn này bị dịch thiếu một đoạn đấy này. Thế nên là với tốc độ của Askenza nó sẽ rất là ưu tiên để có thể là tạo ra được thêm cái hiệu ứng đấy nữa, phi tiêu nước của nó. Bây giờ đến đá bùa dành cho Askenza. Chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp ở đây, ở phần kỹ năng nhé. Các bạn đọc của nó có cái phần Power bond này tức nghĩa là với mỗi đồng minh hệ nước hoặc hệ bóng tối có trong sân thì nó sẽ nhận được một cái lớp power bond tức nghĩa là cái hình trái tim mình đã review ấy thì ứng này nó sẽ tăng thêm đó 2% công đặc biệt với cả tỷ lệ hút máu này tối đa 20 lớp tức nghĩa tối đa đến tận phần 40% công đặc biệt về 40% hút máu rồi thì cái tỷ lệ hút máu của nó cũng sẽ rất là nhiều vậy nên là với Askenza này đá bùa của nó thì mình sẽ ưu tiên của nó sẽ không phải là cộng cái đá bùa theo kiểu mà hút máu này nữa mà mình sẽ vứt nó ra các bạn có thể trang bị cho nó đó là cái phần tấn công là một cái rất là quan trọng rồi này tỷ lệ bạo kích cũng sẽ ra rất là một cái quan trọng dành cho những ngon tấn công bởi vì là hên xui à, Dạy như là bạn chỉ cần 70 phần tỷ lệ bạo kích thôi nhưng mà có lúc vẫn không ra được thì kèm thêm một ít cái tỷ lệ bạo kích này nữa à, thì nó cũng sẽ giúp cho tấn tấn công của bạn có thêm tỷ lệ bạo kích thì có thể gây sát thương cao hơn thì mình vẫn sẽ ưu tiên về bạo kích còn đâu nếu bạn mà muốn theo kiểu mà thuần đam chẳng hạn thì các bạn có thể trang bị đó là sáu cái đá bùa cú đấm này là một này À, và kèm theo nữa, các bạn sẽ chọn thêm đó là ba cái vấn đề sát thương, hiếu chiến. Thì đây là ba cái loại đá bùa, bạn có thể ưu tiên sử dụng cho Askenza, bạn có thể sử dụng sáu loại một loại nào đó. Ví dụ như là sáu loại uh, cú đấm hoặc là sáu loại sát thương, lúc đó thì không sử dụng cái hiếu chiến. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn có thể uh, sử dụng cả ba loại này cùng một lúc thì vẫn sẽ ok. Thì đó là đá bùa lắp dành cho Askenza, bởi vì là nó cũng sẽ có sẵn tỉ hút máu rồi, ngay cả trong đòn tuyệt kỹ của nó cơ. Tuyệt kỹ của nó đây. Thì uh, với 30% máu ăn cắp tức nghĩa là tỷ hút máu nữa Vậy nên là Askenza các bạn nuôi bạn đam nó càng cao thì kèm theo là các bạn cũng sẽ được hồi máu nhiều hơn Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua đó là vấn đề về chip Với chip của nó thì đây là một con thuộc dạng tấn công rồi Thì mình sẽ luôn ưu tiên đó là về cái um, sát thương của nó nhiều hơn Với um, đó là cái um, mình sẽ ưu tiên đó là cái sói đơn độc này rồi à, Hầu như là những Pokemon tấn công của bạn thì sử dụng sói đơn độc nó sẽ rất là hiệu quả và đơn độc là một cái lựa chọn uh, mình nghĩ là ổn dành cho Askenza, còn nếu bạn không có cái sói đơn độc thì các bạn có thể sử dụng về X-Gai đó là một cái phương án thứ hai. Còn uh, nếu bạn không có cả hai loại này nữa thì chúng ta lại chuyển chuyển sang đó là cái phần thứ ba, đó là điệu nhảy bốc lửa. Thì đó là những cái mình ưu tiên dành cho Askenza, còn đâu là những cái này liên quan phòng thủ thì thôi bỏ qua, còn đâu là những cái hiệu ứng theo kiểu như thế này thì uh, bạn có thể sử dụng đó là nỗi sợ cũng được bởi vì uh, khi nó ulti nó trừ đi nộ của địch cũng vẫn rất là ok. Vậy là chúng ta đã có 6 đơn độc này Và nỗi sợ đó là hai cái ừ, sử dụng được cùng với các Askenza Còn về tấn công tiếp thì X-Gai và Đệo Nhà Bốc Lửa là cái cuối cùng Và tiếp theo đó là cái vấn đề bảo vật dành cho Askenza Hồi trước là mình hay review ở bản tiếng Anh Chẳng hạn thì cái bảo vật vàng thì nó cũng rất là khan hiếm Bởi vì cũng không phải có ai nạp để có thể lấy được bảo vật vàng với giá 4 triệu rưỡi đâu Còn về bản tiếng Việt thì có thể nói là bảo vật vàng các bạn có thể kiếm được qua sự kiện Gachapon nó đơn giản hơn thì các bạn có thể uh, lấy và sử dụng được ở trong này thì mình lại xét về vấn đề đó là bảo vật mà có thể không cần nạp cũng lấy được thì có năm món bảo vật này ở trong các sự kiện các bạn có rồi này thì chúng ta sẽ có nếu mà bạn muốn tăng theo kiểu mà tấn công thì có thể sử dụng vòng tay khổng lồ bởi vì trong nhóm 5 cái này thì có mỗi vòng tay khổng lồ là có thể tăng được thêm cái công đặc biệt dành cho asgena và kèm theo nữa là nó có khả năng hồi phục nộ để giúp cho asgena nổi hồi nộ nhanh hơn chẳng hạn cũng có vẻ được còn đâu thì cái này công quân lý thì Askenza lại không cần thiết khi mất tử thì thuộc dạng phòng thủ rồi nên nó ưu tiên tấn công nhiều hơn sáu Ok cũng tương tự như vậy thành phần cộng hưởng vậy nên là còn lại mỗi một cái nữa đó là vòng tay khổng lồ nếu bạn không nạp và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đó là vấn đề về nếu bạn nạp chúng ta sẽ có một món đồ cho kiểu mà 500.000 à, đấy là nó thanh kiếm bất tử đây là một cái món đồ mình nghĩ là trang bị dành cho Askenza sẽ quá là phù hợp bởi vì nó sẽ tăng thêm đến 8% tỷ đạo kích này và bỏ qua thủ đặc biệt của địch. Và hai vòng đầu tiên thì tốc độ này, sát thương với công vật lý với cả sát thương sẽ cộng thêm 16%. Đây là một món đồ dạng như là nếu mà được chỉnh sửa hơn nữa thì dạng như là một món đồ cực kỳ là tốt. Đây là một món đồ tấn công dạng như là đang tốt nhất ở bản tiếng Anh ở bản Trung nếu mà so với bảo vật vàng và bảo vật này thì Asgenza lại quá đẹp rồi, bạo kích và bỏ qua thủ đặc biệt và kèm theo nữa là tăng thêm tốc độ hai lượt đầu một món đồ thì giúp cho Azkenga gây ra sát thương rất là cao. Tuy nhiên là chúng ta có thể hướng tới những món đồ khác. trong đó sẽ có vòng tay năng lượng. Với vòng tay năng lượng này cũng tương tự như vậy, nó sẽ cộng thêm công đặc biệt với cả tốc độ, hai cái chỉ số rất là cần cho Azkenga. Nếu bạn không sử dụng kiếm bất tử, thì bạn có thể ưu tiên sử dụng đó là vòng tay năng lượng. và cái thứ ba, một cái mà dạy như là rất là nhiều người ưu ái sử dụng dành cho Azkenga và Bremen Kyo đó chính là vòng cổ bí ẩn này, sát thương tăng thêm và kèm theo nữa là khi đánh địch đang bị hiệu ứng bất lợi nào đó cũng sẽ được tăng thêm 15% sát thương thì kiểu dạng như là lúc nào bạn cũng sẽ tăng thêm đến tận 30% sát thương rồi và lúc đó thì tốc độ lại tăng thêm 10% cộng dồn đến hai lần tức nghĩa là cũng sẽ được tăng thêm đến tận 20% tốc độ nữa vậy cái vòng cổ bí ẩn này là một trong những món đồ của nó là rất là xịn để dành cho Asken nếu các bạn nạp còn nếu các bạn không có những món đồ trên thì thôi chúng ta lại chuyển qua những món đồ theo kiểu mà tấn công khác thì với vòng tay đá quý cũng tăng thêm tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng này và kèm theo được cái này có thể gây ra sự sát thương lan nếu mà tấn đòn tấn công đặc biệt của bạn mà gây ra được cái bạo kích chẳng hạn thì đây cũng là một cái có thể sử dụng dành cho Asken của bạn để có thể tạo ra sát thương lan kèm với cả cái đòn lan mưa của con Brian Kyo thì đó cũng là một cái món đồ để tăng thêm tấn công máy cảm xạ thì mình cũng không ưu tiên dành cho nhiều cho lắm cho nên chúng ta có thể chuyển tướng tới đó là kính an toàn cũng có thể dạng như là sử dụng tạm được nhưng mà những món đồ trước đó thì mình vẫn ưu tiên hơn thì có một món đồ đó là bảo vật vàng của gera giáo hiệp sĩ này tốc độ tăng thêm 8% và sát thương đơn mục tiêu thì nó có thể là bỏ qua được cái giảm uh, chuẩn tuyệt kỹ của địch này và kèm theo là có tỷ lệ gây tê liệt cho địch nữa vậy nên là cái giáo hiệp sĩ này kiểu dạng như cũng sẽ rất là ổn dành cho bạn nào mà sử dụng uh, toàn sát thương đơn ví dụ asgenza là sát thương đơn này chẳng hạn thì đó chính là những cái mà mình có thể ưu tiên dành sử dụng cho ra À quên từ nãy giờ mình chưa nói về bảo vật tím nhỉ. Với bảo vật tím thì có hai món đồ thôi, mình nghĩ là có hai món đồ ưu tiên để sử dụng đó là đá vua tăng thêm tốc độ rồi này. Nếu mà bạn chỉ sử dụng bốn 4 sao thì mình nghĩ là tốc độ nó chưa phải là quá cao thì đá vua có thể là các bạn có thể không cần sử dụng cũng được này. Nhưng mà lúc đó thì các bạn rõ dạy như là đấu với những địch nào mạnh quá chẳng hạn bốn sao của bạn chưa chắc đã đọ được với cả những cái tốc độ của những con 8 sao đâu vậy nên là kiểu gì thì những hiệu ứng theo kiểu mà kích hoạt bỏ qua thủ hay là tăng thêm sát thương cũng sẽ khó có thể đạt được tuy nhiên là chúng ta sẽ có được món đồ khác đó là thì thiết bị lưu trữ cổ tích này vậy nên là chúng ta sẽ có hai món đá vua về thiết bị lưu trữ cổ tích có thể sử dụng dành cho Asgenza còn đâu nếu bạn mà có một cái dàn hỗ trợ tốt hơn Diamond KIO tăng thêm tốc độ này bạn nuôi mạnh của Asgenza lên này thì tốc độ vẫn có thể cao hơn đến khi tám sao chẳng hạn thì có thể sử dụng đá vua để tăng thêm cái sát thương của nó nữa còn đâu nếu trong cả hai tình huống các bạn không có hai món này thì bùa nguyên rùa uh, hoặc là cái khăn lụa là những cái có thể tăng thêm cái tốc độ này máu với cả sát thương của hệ bóng tối và cả hệ nước thì mình đã vừa nói qua được cái hướng build về đồ dành cho Asken ra rồi các bạn có thể tham khảo để có thể sử dụng và bây giờ thì mình sẽ up Asken ra từ 4 lên 11 sao để test xem hiệu ứng này và đây chính là cái số lượng các bạn cần để có thể tiến hóa lên Asken ra lên 11 sao với một con đít đỏ là tương đương 80 mảnh này từ 4 lên 5 là cần 1 5 lên 6 cũng cần 1 bắt đầu từ 6 lên 7 các bạn sẽ phải cần 2 là cần hai nữa để lên 8, tức nghĩa là từ 4 lên 8, các bạn sẽ phải cần đến tận ờ uh, 6 con rồi, tương đương với cả 480 mảnh vận năng đỏ để up lên được. Còn bây giờ đến 11. Còn này đến gần 3 rồi là các bạn sẽ đạt được đến đó là 10 sao. Và tiến hóa lên up lên 11 sao đây. Và khi 8 sao rồi thì với những pokemon hệ nước có sẵn ở trong team bạn đây tính cả nó nữa thì nó bộ, nhận được bốn cái vòng xoáy nước rồi Và lúc này thì khi các bạn uh, lên được 8 sao các bạn sẽ thấy bỗng nhiên một địch nó đang bị dính cái hiệu ứng phi tiêu nước của asgenza rồi với việc bạn uh, thiếu về tốc độ để đặt hiệu ứng phi tiêu nước thì khi các bạn lên được 8 sao thì cứ mỗi lần bắt đầu thì nó sẽ phóng một cái phi tiêu nước kèm theo là đó là gây sát thương lên uh, ngẫu nhiên địch như vậy uh, bằng 80% công đặc biệt của nó đặt lên phi tiêu nước như vậy rồi thì bạn cũng có thể uh, tạo ra được đánh ké tốt hơn Vậy là 4 sao với 8 sao, 8 sao cũng đã có cái sự khác biệt thêm như vậy rồi và nó cũng sẽ có thêm một lần kháng tử bằng cách đó là hồi trước thì đánh bị delay lại một lượt sau mới chết thì bây giờ nó sẽ tạo ra được luôn cái khiên bóng nước của nó. Còn việc 8 sao thì đương nhiên là nó sẽ có khả năng đó là hồi cái khiên bóng nước của nó nhanh hơn rồi. Bởi vì là có các bạn chơi cùng Pokemon hiện nước bây giờ đang có 3 con này thì đã được đến ba cái lúc đầu này cộng thêm cả ba Pokemon bạn hành động luôn thì lúc đó cũng sẽ kèm luôn là tạo ra được bóng nước này. Thì đi cùng với team nước thì Askenza nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn, còn khi mà các bạn bây giờ không có Diamond Kyo chẳng hạn thì với Askenza bây giờ đi tặng cùng Phi và nó nâng lên được 8 hay 11 sao thì sát thương gây ra nó vẫn rất là tốt Còn nếu mà có kiểu như kèm theo Brahman à, Kyo nữa Thì cái sát thương của nó kèm theo sát thương Lan Thì nó sẽ càng khủng khiếp hơn Và dưới việc, việc hỗ trợ của Manafi Thì tim bạn sẽ được khả năng hồi máu này Còn hiệu ứng của 11 sao sau khi nó đã tạo được nhiều cái phân thân của nó rồi thì nó sẽ kết hợp dồn lại để tạo ra được một đòn tuyệt kỹ mà tạo ra rất là nhiều phân thân đánh lên địch giống như thế này. Toàn bộ những phân thân nó tạo ra tối đa đến tận 5 cái tốc độ bạn càng cao thì nó sẽ tạo được nhiều hơn. Và lúc đó những cái phân thân này nó sẽ đánh lên ngẫu nhiên địch với sát thương gây ra bằng 200% công đặc biệt. Vậy nên là Asken khi lên 11 sao có thêm hiệu ứng này thì nó sẽ rất là mạnh. Với bản Mega huyền thoại thì uh, bộ skill của Gupa được chỉnh sửa rồi. Bây giờ 11 sao của nó khi đi cùng với cả hai Pokemon hệ ma hoặc hệ bóng tối thì uh, ngay tức nó sẽ nhốt cái địch mà có cái lượng máu cao nhất vào trong cái hố đen của nó. Ví dụ như Raymond Kyo cũng sẽ bị nhốt ngay từ lượt đầu như thế này. Với việc bây giờ uh, bạn đã uh, có những Askenza này, bạn đang có đó Gupa này, bạn có thể chờ đợi đó là Masadao ở cái thời điểm sắp tới. Uh, thì lúc đó bạn sẽ có ba Pokemon hệ ma và bóng tối thì nó sẽ kích hoạt được hiệu, hiệu ứng này của Hoopa cũng sẽ rất là lợi này vậy thời điểm này thì có nhiều người chơi cũng sẽ kết hợp với kiểu mà uh, tim nước Raimon Kyo Asken đi cùng với cả Hoopa với cả con Masadao sắp tới để có thể tạo ra được hiệu, hiệu ứng này